Xin chào tất cả bác nha. Nay thì bên trại lên sóng cho các bác một cặp heo rất là VIP luôn, của trại là Dương Đình Tuấn này. Đấy. Do cũng khá là nhiều nái giặc rồi nên là em muốn chuyển nhượng cặp này cho anh em. Đấy, cặp này thì nó không phải là hai con đều, không phải hai con giặc hết đâu bác nhé. Cái con trong cùng này sẽ là con giặc, con bên trong cùng cái kia. Đấy, con này này. Con này là con heo giặc nhé. Con bố thì nó là con giặc là Tây Nguyên của trại, còn con mẹ thì là con giặc cái Thánh Linh của trại. Nó ra rất là nhiều sản phẩm đẹp rồi nhé. Còn cái con còn hơi sọc sọc một chút các bác này. Con này thì nó là con của con mẹ máu cao. Còn con bố thì là bố giặc Tây Nguyên. Đấy nên máu của nó rất là cao, máu gọi là heo ép, anh em gọi nôm na là ép siêu cao. Đấy. Cặp này thì anh em nào mà muốn trải nghiệm lên cái dòng heo cao cấp này thì có thể liên hệ với trại em nhé. Đấy. Cặp này nuôi thì cực đẹp luôn. Hai con đều là con heo cái hết luôn nhá. Đấy. Cặp này chỉ còn heo cái thôi. Đực thì em chia cho anh em hết rồi. Đợt nọ định giữ lại nuôi nhưng mà thôi bây giờ nhiều heo, rất là nhiều heo 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 giặc rồi. 10 cặp này nó rơi tầm khoảng 14 cân, 13 14 14 cân một con. Thì vaccine nó cơ bản hết rồi các bác nhé, về anh em sản nuôi thôi. Đấy. Đặc biệt là cái vaccine về cái các cái bệnh về đường hô hấp này thì bên trại em làm nó mấy lần rồi đấy. Bình thường thì nó cũng không nhát lắm đâu. Hai con này cho ăn thì có thể lại gần được, cũng có thể là vuốt có qua được đấy. Nhưng mà mình mới vào mình xua nó vào đây nó hơi sợ một chút. À, anh em nhìn này. Lông lá lên rất là đẹp. Con giặc thì nhìn cái đuôi bác nhìn này, con giặc nhìn đuôi nó sẽ nhỏ hơn một chút này. Đấy. Còn con ép này thì đuôi nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Lông lá nhìn rất là ổn luôn. Đấy. Các anh nhìn có thể so sánh được nhìn. Cái đuôi con giặc này thường thường nó sẽ bé hơn và nó hay vòng vòng cái đuôi lên hơn. Đấy. Cái mặt nó nhìn sắc hơn một chút. Đấy. Còn dòng ép cao này có thể lông lá nó rất là đẹp. Nhưng về cái đầu mặt nó sẽ thiếu, nó không sắc như cái con giặc, nó kém một chút. Đấy. Và cái đuôi nó sẽ hơi to hơn một chút đó nhá. Đuôi thì nó nhỏ hơn là cái dòng heo F1 hoặc là heo heo lai là đương nhiên rồi, nhưng mà nó to hơn đuôi của con heo giặc một chút. Lông lá thì đối với mấy con này không phải nói nữa rồi, tốt cực kỳ luôn. Đấy, một thời gian rồi thì nó như hai con nhím luôn. Đấy. Anh em nào muốn trải nghiệm dòng này thì có thể là liên hệ em nhé. Đấy. Số điện thoại của bên trại thì là 036 3366 047. Địa chỉ thì tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đấy. Đấy, hai con siêu phẩm cái cho anh em nào muốn trải nghiệm để nuôi sinh sản cái dòng này này. Bao gồm cả heo giặc và heo ép cao, ép siêu cao luôn. Đấy. Rồi, ok, xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo.